Các bạn ha, thì sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi một cái cây mai dáng đổ nè các bạn, nở bông nè, giống đại lộc ha, cây rất là ok. Bông kính đến giờ này các bạn ha. Đó các bạn, thì đây là toàn bộ cái cây mai nè, rất là nhiều. Đây là những cái dòng cánh của nó các bạn ha, rất là ok, giống đại lộc ha các bạn. Đó, nhìn ở ngoài vậy chứ thật sự nó có bông rất là to nha, bốn ngón tay mình nha các bạn. Đó, cây đổ nè, rất là đẹp. Đó, bông thì kính. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Rồi video này là kết thúc, bạn xin kính chào các bạn. Các bạn xem cái độ mà nở bông nó rất là cực kỳ ok nha. Cây này thì chỉ năm gần năm 2 rồi các bạn, nhưng mà thật sự nếu mà qua năm 3, năm 4 thì rất là đẹp rồi. Đó. Cây mai này dáng đổ. Rồi xin chào các bạn.